Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tung Không Hà Nội. Và như các bạn vừa thấy là động tác tung gậy lên trên cao và bắt đó. Trong những thời gian vừa qua có rất nhiều bạn hỏi, hôm nay Tung Không Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện động tác vừa rồi. Chúng ta sẽ tập bằng cây gậy nhựa của các bạn nhỏ các bạn nhé. Đó, gậy này tập vô cùng an toàn. Đó, đây, đầu tiên các bạn hãy tập động tác này. Động tác này các bạn hãy vào kênh để xem hướng dẫn nhé. Chúng ta rất đơn giản thôi. Đó, sau đó các bạn sẽ dùng tay phải này, tay thuận của mình này, cầm vào gậy này, hất lên trên cao, đầu này nó sẽ quay này, quay này, đó, và chúng ta sẽ bắt lấy, đúng không ạ? Các bạn cứ tập thật nhiều, các bạn sẽ làm được thôi. Nào, hất lên này, đó, đúng không ạ? Hất lên, đỡ, lên, đỡ, đó, các bạn tập rơi gậy. Các bạn lại tập tiếp, đúng không ạ? Tập rất nhiều lần thì các bạn sẽ làm được. Đó, đúng không ạ? Đó, rất đơn giản thôi. Có thể rơi gậy thoải mái nhé các bạn nhé, không sao cả. Đây là gậy nhựa, rất là an toàn. Đó, đúng không ạ? Rất nhịp nhàng nhé. Các bạn nhìn đầu gậy này, hất lên này, xoay một vòng và chúng ta sẽ bắt lấy. Khi chúng ta quen chúng ta có thể xoay vài vòng cũng được. Đó, tung thật cao là vẫn có thể bắt được. Đó, đó, rơi thoải mái các bạn ạ. Các bạn tập luyện không sao nha. Đó, rồi các bạn nhớ này, cầm như này này, hất lên, hất lên, đó, đúng rồi, cầm này, hất lên, đúng rồi. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công động tác vừa rồi. Quý vị thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào.